Được chưa? Ôi dồi ôi. Hả? Lên một tí. Lên bên nào? Mình biết cái cậu gì bây giờ mai cũng đi về. Dạ cháu là sinh viên trường mỹ thuật. Tại sao? À, thôi chết rồi. Đúng là có nhà cho thuê. Khổ thế đây. Đấm Phật tục sàng pháo. Ôi giời ơi, chưa mở hàng nên... Sao không ở nhà mà ngủ? Sang chơi sớm thế hả ông? Chào bà. Gớm đêm qua tôi mất ngủ quá, chỉ mong trời trong sáng. Mà đến khi trời sáng thì chả biết làm việc gì. Thế là sang đây rủ ông lốp là ván cờ. Đấy, cái tuổi già mình nó thế đấy ông ạ. Ừ. Tỉnh lại rồi á, dỗ mãi cái ngủ nó cũng không thèm quay trở lại. Thế nó mới chóng già. Già thì chóng chết. Ôi dồi ôi, mới có mất ngủ có một tí mà đã kêu là chóng chết rồi. Cơ, ông á, còn lâu mới chết. Xuân chán, mà tôi thấy cuộc đời vẫn còn đẹp lắm. À bà ơi. Hả? Này này. Đêm qua tôi nằm mê đấy bà. Nằm mê? Ừ. Phải rồi, ông ấy, ông toàn làm những cái điều không hay thôi. Chắc là nằm mơ thấy ác mộng cái gì. Không, không phải là ác mộng, mà là hiền mộng mà nói chứ. Hiền mộng? Ừ. Úi dồi, trông cái mặt thế kia mà hiền mộng ấy à? Sao? Có mà mơ thấy cái bà mộng hiền đấy, cái bà hiền tét thì có. Bà... Này này, tôi hỏi này, thế ông nằm mơ thế nào? Này này, hiền mộng thế nào? Không hiểu thế quái đâu. Tôi nằm mơ thấy mình ôm hoa mà. Ôm hoa? Ừ. Tôi chết rồi. Sao? Hoa là độc lắm. Độc à? Độc lắm ông ạ. Này. Chào ông. Dạ. Thế sang chơi sớm thế. Hôm qua là vẫn nợ tôi ván đấy nhá. Này thì ván viết cái gì, cờ quạt cái gì, dẹp ra chuyện đó đang hay. Tôi hỏi này, thế ông nằm mơ thấy ông ôm cái vòng hoa 200 hay là 300? Ui, vui cái mồm mà đi. Tôi ôm vòng hoa hóa tôi ra nghĩa địa. Thế ông vừa bảo ông nằm mơ thấy hoa mà. Tôi nằm mơ thấy... biết rồi. Hoa chú rẻ là gì? Thật nhá, ông với cái bà hiền tuyết là có thật đúng không? Ôi giời, vớ vẩn. Chuyện bọn thanh niên nó đùa mà, không phải đâu mà. Ông cứ nghe cái chuyện vớ vẩn. Ông, cái gì phải xấu hổ cái chuyện đấy. Nếu mà có thật thì càng tốt. Đấy, ông không nghe thấy người ta nói là con chăm cha không bằng bà chăm ông à? Đây ông nhà tôi đấy, để tôi ghét lắm ấy. Thế mà đêm ngủ không có ông ấy, tôi ngủ nhớ lắm ấy. Bà nói đúng đấy. Nên là rổ giá cặp lại nó vẫn hơn. Mèo mó có được không các bạn? Mà khổ lắm. Đấy là chuyện nằm mê thôi, đâu phải chuyện thật. Phải không nào? Thôi, nó cứ nói chuyện vớ vẩn mà. Làm hết cả. Tiếp tục. Này, liền sĩ nhá. Chào bà. Dạ vâng, em chào bà bật lửa. À chết, em chào bà bán nước à. Em chào hai ông đánh cờ. À vâng, chào bà. À, mời bà xơi chén nước. Dạ vâng, cảm ơn bà. Bà ơi, cho em xin hỏi bật lửa. Bà, có phải ở nhà mình ông bà có nhà cho thuê không ạ? À vâng. Dạ vâng. Đây, cái biển đấy này bà đọc đi. Ôi dồi ôi, có mà cả ngày em không đánh vần được xong cái biển kia. Thôi, bà cứ bật lửa. Thôi bà cứ nói thẳng cho em biết là có phải ông bà có nhà cho thuê không ạ? Vâng, thế ạ, tôi hỏi khí không phải. Bà có nhu cầu thuê nhà phải không? Dạ vâng. Bà ơi, hoàn cảnh của em... Hoàn cảnh của em nó éo le bật lửa lắm bà. Đây bật lửa đây. Ôi giời, thiếu gì. Nhịu đây. Nhịu đi ông bà. Nhịu. Em có một thằng con rể. Vì em cũng hay nói nhịu cho nên nó đuổi em ra khỏi nhà bà. Khổ. Thế chồng bà đâu? Chồng em mất từ lâu rồi. Ông bà ơi, em chỉ có một đứa con gái thôi. Nhưng mà em thương nó quá, em chiều nó quá. Thế là em nghe theo lời nó bán nhà đi cho vay. Bây giờ mất hết nó đuổi em ra khỏi nhà. Khổ. Thế thì công nhận là lũ con nhà bà nó bất hiếu thật đấy. Không, tại em. Hả? Tại em hồi sinh đẻ ấy bà. Nằm trong màn cứ hóng hớt ra. Thế là suốt ngày bật lửa, nói nhịu bà. Tôi hiểu rồi. Thế nhưng mà nhịu thì có làm sao? Không, tại em. Em cười em cũng bật lửa này. Em khóc em cũng bật lửa này. Thế là cái thằng con rể nhà em ấy, nó sợ là con nó nói lây bật lửa. Tôi chết.
nó đuổi em ra khỏi nhà. Khổ. Hai đứa cháu của em cứ chạy theo em. Bà bật lửa ơi, bà bật lửa ơi. Ôi. Bà ơi, buồn cười rơi nước mắt bà. Khổ. Vô duyên. Tôi thấy em này có duyên rồi chứ. Chuyện đấy, để tôi hỏi bà ấy. À, này, bà cứ bình tĩnh. Dạ, vâng. Bà nghe tôi hỏi này. Thế à, một tháng ấy, cái lũ con nhà bà ấy, nó cho bà bao nhiêu cái bật lửa? Ôi, bà ơi. Bà lại nhiều giống em rồi. Ủa, ý tôi hỏi là một tháng ấy, cái lũ con bà ấy, nó cho bà bao nhiêu tiền? Dạ, bà ơi, một tháng thằng con rể em nó cho em 1 triệu bà. 1 triệu? Dạ vâng. Ơ, thế thì đủ rồi. Đủ rồi hả bà? Này. Dạ vâng. Tôi nói thật với bà nhá. Dạ. Ở đây tôi cho thuê ấy, dạ, là một tháng là 1,5 triệu. Ui dồi. Nhưng mà bởi vì bà hoàn cảnh, vâng, cho nên là tôi cũng chỉ lấy có 1 triệu thôi. Ui dồi, thế thì em bật lửa bà. Quên, quá, em cảm ơn bà, em cảm ơn bà. Không sao, bật lửa, vâng, không làm sao, vâng. Bây giờ là tôi mời bà đi lên xem phòng ở, vâng, trên tầng 2 nhá. Bật lửa tầng 2? À, à vâng. Tầng 2 hả bà? À vâng, ui dồi, bật ôi, lửa ôi, không làm sao bà. Không sao cả, vâng, mời bà đi lên, vâng, bật lửa, vâng, em đây, bật bà, lửa. Này, em này trông hay phết đấy nhỉ. Nào, mời bà. Bà vào đây. Bà đây. Đấy. Bà có nhìn thấy không? Đẹp chưa? Đây là phòng của bà. Này, giường của bà ngồi xuống. Ê, êm quá. Nhà cửa rộng rãi thoáng mát chị ạ. À, này tôi hỏi này, thế bà tên là gì? Để tôi còn biết cách mà gọi chứ. Dạ, em tên là Đào, Bích Đào đấy. À. Nhưng mà chị cứ gọi em là Đào cho nó thân mật nhé. Ừ, rồi, rồi. À, chị ơi, em hỏi này, thế hai cái ông ở dưới nhà là thế nào hả chị? À thì cái ông nào mà bà thấy đẹp trai ấy, đấy là chồng tôi. Còn cái ông mà xấu trai thì đấy là ông hàng xóm. À thế ạ, à, ông đẹp trai là ông nào ạ? À? Khổ quá. Cái ông mà có cái tay đầy dầu mỡ xích xe đạp ấy là chồng tôi. À thế ạ, à? Ừ. Giời ơi. Chị ơi, em hỏi để em bật lửa. Em lại nhịn rồi, để em nhận diện. Ừ, không sao, nhịu như thế là chuyện bình thường. Đấy, có người còn nhịu, nhịu kinh lắm cơ, nói bậy lắm cơ. Thế à? Ờ, đây này, ai đời mời khách vào ăn cơm lại nói là em mời bác vào nhà xơi ấy. Đấy, xơi cơm, xin cơm, kinh chưa? Rồi ôi, bậy thế chứ này. Rồi, không chịu được. Đúng em rồi. Em chỉ nhịu bật lửa thôi. Đúng rồi, bà mà nhịu cái khác là tôi không cho bà thuê ở đâu. Thế ạ? À? Ừ. Chị ơi chị, cái đời của em ấy nó khốn khổ lắm cơ chị ạ. Chị ơi, ừ, năm chìm bảy nổi, ừ, em bật lửa. À, khổ lắm đấy, cứ nhịn như thế. Ừ. Nhưng mà may em có cái máu văn nghệ, cho nên nó cũng quên đi. Chứ không thì em cũng bật lửa đến chết đấy chị ạ. Bà cũng có máu văn nghệ ạ? Không. Chả nói giấu gì bà, ngày xưa ấy tôi cũng một thời đàn ca sáo nhị đấy. Ôi dồi, thế hợp nhau quá chị ạ. Nhưng mà này, tôi dạy bà cái cách, dạ, không nói nhịu nhá. Dạ vâng. Bây giờ ấy, bà nói ít 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 thôi, không nhịu đâu. Vâng, thì em không nói gì nữa. Ừ, tốt, vâng. Bây giờ không nói gì nữa, ngồi lại đây. Còn để tôi đi xuống kia tôi bán hàng nhá. Chị ơi. Hả? Chị ơi, chị cho em xuống với chị. Em ở trên này một mình thì em buồn lắm chị ơi. Chị cho em xuống, có gì em bật lửa giúp chị không? Có gì em tiếp khách giúp chị. Xong khách nào thích nghe thì em hát phục vụ họ được ạ. À. Bà biết hát hả? Dạ vâng, em biết hát mà. Ô, thế bà hát bài gì? Dạ em hát bài Bèo Dạt Mây Trôi ạ. À. Ôi dồi ôi, hay. Cái thời mà tôi đàn ca sáo nhị là tôi mê nhất cái bài này đấy. Bây giờ chị thích bài này ạ. Hát đi, hát đi, đứng lên đi hát. Vâng, em hát nhé. Ừ. Vâng, em là Bích Đào. Em xin hát phục vụ khán giả bài Bèo Dạt Mây Trôi ạ. Bèo dạt mây trôi trốn xa xưa, em ơi anh vẫn đợi chờ. Bật đi lửa. Ô chứ lại như từ từ khổ thế cơ chị. Bật đi à? Vấp 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 em. Chị ơi em hát lại thôi, nhá. Thôi không phải hát nữa, tôi đang có khách. Nhưng đi xuống, vâng, đi xuống bán hàng. Vâng, chị cho em xuống đi. Em cảm ơn chị, vâng, tốt quá. Duy nhất vào lúc 10:30 sáng mỗi ngày trên STV4 nhận ngay quà tặng hấp dẫn mà không cần phải trả lời bất kể câu hỏi nào. Wow, điều gì đang xảy ra, thật dễ dàng vậy sao? Đúng vậy, mỗi ngày vào lúc 10:30 sáng trên kênh STV4, sau 20 phút phát sóng phim, chúng tôi dành ra 3 phần quà hấp dẫn cho 3 khán giả đầu tiên. Nhanh tay gọi đến số 083 848 4488, chỉ cần gọi điện đã có quà. Chương trình hấp dẫn chỉ duy nhất trên STV4 với cùng 10:30 sáng mỗi ngày. Chương trình bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Nào, những phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Xem phim hay, gọi điện nhanh, lấy ngày quà tặng. Say mê
tâm huyết, điêu luyện. Xảo Nhi trở thành cô thợ nhỏ của phường dệt may, tái hiện lại cuộc đời truyền kỳ của Hoàng Xảo Nhi, người đã cải tiến, khai sáng ra thời kỳ mới cho nghề dệt. Bộ phim Viện Dệt Hoàng Cung đã xây dựng nên những câu chuyện nghề, chuyện tình yêu đầy kịch tính, nhân văn và cảm động. Viện Dệt Hoàng Cung, phim sẽ được khởi chiếu từ ngày 19 tháng 8 năm 2014, bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 phút sáng mỗi ngày trên kênh SCTV4. Kính mời quý khán giả đón xem. Vào lúc 18 giờ 45 hàng ngày. Hài hước, tôi bả như là trời, đội bả lên đầu của tôi vậy. Còn chuyện ông ngoại tình bị tôi bắt được thì sao đây? Ui nhộn. Đó chúng ta. Ôi trời ơi, làm gì giữa ban ngày ban mặt không biết. Bất ngờ, bọn anh quyết định kết hôn rồi. Hả? Nguyên tử nhà nông phát sóng lúc 18 giờ 45 hàng ngày trên kênh SCTV phim tổng hợp. Ủa lố ơi. Sao? Tự nhiên tôi thấy người nó cứ dạo rực mà thích thích thế nào mà. Thích cái gì? Thích bà nhà ông ấy. Xin lỗi. Thích cái em thuê nhà nhà ông ấy. Ôi giời vớ vẩn. Này, chỉ riêng ông thích nhá. Đừng có lôi kéo tôi vào, không này giặc thiên lý nhà tôi nó đổ đấy. Ông bị điên à? Ai dại gì mà rủ dê ông? Ông đẹp ra như là Tôn Ngộ Không mới rủ ông để mất tòi. Đây, giới thiệu với cả nhà. Người khách thuê nhà ta tên là Đào. Đào Phạm à? Em cả tên đệm là Bích Đào đấy. Bích Đào. Xin có lời chào em Bích Đào. Dạ vâng. Bây giờ đá mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Ông ơi, sao khóc không? Ôi trời, chết. Thì trẻ nhẹ em lại xanh vỏ đỏ lòng thế này sao? Ôi trời, khổ. Ông ấy hỏi bà bằng ca dao. Việc gì mà bà phải khóc? Đúng, đúng. Vâng, em là Bích Đào. Đã là vườn đào sao lại còn có hoa hồng à? Thì trẻ nhẹ em bật lửa. Trẻ nhẹ em treo đầu dê lại bán thịt chó. Ôi trời, khổ. Thôi thôi, anh xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ thế này, bà cứ đối đáp lại với ông ấy đi. Đối đáp lại đi. Vâng, thế thì em đối đáp lại với ông nhá. Đá hỏi thì Đào xin thưa, vườn đào bật lửa. Vườn đào có lối nhưng chưa ai vào. Này, gầm mệt quá. Hai người thích tán nhau thì rủ nhau ra công viên mà giao duyên nhé. Ở đây không phải là cái chỗ vơ vẩn, đau hết cả đầu. Này, cái ông này, ghen ăn tức ở à? Ông muốn cười nhở? Ông đá khóa vợ 20 năm rồi, bây giờ thì cũng phải để cho ông ấy tìm bạn tình chứ. Thế này là ông đá... Không, buông tay ra. Giới thiệu với bà, đây là chồng tôi. À thế em xin lỗi. Còn ông, ra kia làm chuyên môn. Thế còn đây? Đây là ông đá. Dạ, đây là ông đá, tức là em thao đá. Anh đá đây, thao, em muốn làm gì anh thì làm. Dạ yeah. Vâng. Tôi thấy bây giờ, để anh em về thay phục trang. Dạ vâng. Xong rồi chúng mình đi ăn kem. Ôi em cũng thích ăn kem, thật là tâm đầu ý. Này bà. Hả? Thế hóa ra tự nhiên cái nhà mình biến thành cái câu lạc bộ hò hẹn cho các đôi bồ câu già. Chả làm sao cả, miễn là tôi có tiền. Họ yêu nhau hay là ghét nhau không có liên quan gì đến vợ chồng nhà mình. Miễn là hàng tháng ấy, họ giả tôi đủ tiền là được rồi. Nhưng mà nhìn nó chối tỉ lắm. Chối tỉ là chối tỉ thế nào? Ô hay nhở, tôi tính cho ông nghe nhá. Bây giờ bà ở đây này, thế là bây giờ mình bán được thêm hàng này. Rồi hàng tháng này mình lại tăng thêm thu nhập này. Ô mà họ có phạm pháp gì đâu. Họ cùng là cái cảnh quá bụa, họ đến với nhau đấy là điều tất nhiên. Bà đúng là cái đổ lan hoa cắm vào vành. Ghét vì tiền thôi. Cái nhà mình đường đường nó là cái nhà trọ, thế mà tự nhiên biến thành câu lạc bộ hò hẹn cho các đôi bồ câu già. Có khác nào như là ghi đông cắm vào cổ phốt, rồi là còi lắp vào bình xăng. Tôi hỏi bà nó là cái loại xe gì. Xe gì thì mặc kệ nó, miễn là tôi có tiền là tôi thích rồi. Cháu chào ông bà. Thế này. Ôi trời ơi, tôi đang từ bà tụt xuống cháu rồi hả? Dạ vâng, cho nó trẻ bà. Ôi trời, có bà trẻ con đấy. Thế nó baby không ạ? Cháu, chào ông bà. Thế ông bạn già của tôi tự nhiên cũng hạ xuống hàng cháu à? Thì cho nó trẻ mà. Thế nó baby đấy ạ. Ôi trời ơi, đúng là tình yêu có khác, trẻ quá. Thôi tôi chơi đây này. Hai cháu lượn nhanh đi cho nước vào chồng. Dạ vâng. Anh Đá ơi,
Anh Đào ơi. Gì đấy? Anh đấy, sao lại tự nhiên gọi anh? Em mới thích anh Đào nữa đâu. Sao lại tự nhiên không thích anh Đào đâu nào? Anh Đào cứ nhìn đi đâu, chả nhìn vào em. À, đây đây đây, anh nhìn đây, nhìn, được chưa? Thế em có xin không? Xin gì? Anh cho luôn. À, không không, xin. Nhìn em có xinh đẹp không cơ mà. Ôi giời ơi, em xinh đẹp lắm. Nhất là em có con bướm, hai cái con bướm vàng ở trên đầu ấy. Không, không phải là hai con bướm vàng, mà là hai cái nơ vàng đấy. À, hai cái nơ bằng nụa. Ồ, đúng rồi. Thế nhìn em có ngây thơ không? Có chứ, anh cũng ngây thơ mà. Không, em không thích anh đáng ngây thơ đâu. Sao lại không thích? Này, mà em đừng có mà tranh cái ngây thơ với anh ngây thơ đấy. Không, em ngây thơ hơn anh Đá cơ. Ừ, thì cũng được, em uống nước đi. Anh Đá ơi, em không đồng ý anh ngây thơ hơn em đâu. Em ngây thơ hơn anh. Ừ, cũng được. Thì bây giờ anh là con cáo vậy nhá. Không, em không thích anh là con cáo đâu. Thế thích anh là con gì? Em thích anh là... con... là con thỏ. Ừ, thì anh là con thỏ đấy. Này, bà ơi, cơm cái đồ già đấy, nó đi chơi kỹ thật đấy nhờ. Còn phải nói, tình yêu mà. Mà tôi không thể nào ngờ được là vừa gặp nhau phạt cặp nhau luôn. Thế thì tốt chứ sao nữa. Một đằng là quá vợ, một đằng là quá chồng. Mình phải mừng cho họ ông ạ. Này công nhận vợ chồng mình cực kỳ là mát tay đấy nhờ. Thế chẳng nhẽ này ông cứ mong là vợ chồng mình rủi à? Sông có khúc, người có lúc. Cũng phải có lúc vợ chồng mình gặp may chứ. Nhưng mà tôi thấy cái may nhất của vợ chồng mình là từ cái ngày khai trương đến giờ ấy. Chưa có khách nào người ta nghỉ quá 24 tiếng. Đẹp quá. Công nhận mà anh chị này mà ở đây ấy, tôi tin chắc là tất cả những cái đồ như là chè, thuốc lá, kẹo lạc, kẹo cao su của tôi là bán chạy như tôm thừa không ạ? Này, bà nói làm cho tôi phấn khích. Tôi máu làm ăn đấy bà. Làm ăn đấy hả? Tôi tính thế này bà nhá. Tôi tính thế nào? Từ ngày mai trở đi, ngoài cái công việc chuyên môn của tôi, thì tôi sẽ tận dụng luôn cái góc tường nhà mình. Tôi mở luôn cái quán cà phê đèn mờ. Đấy, để cho anh chị vào đấy tâm sự. Mình chỉ cần thả rèm trong phát là có tiền. Mà tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không cho ông Đá lên trên phòng. Đúng. Tôi bắt ông Đá phải thuê ở đây. Như này đây nhá. Chị thì thuê nhà. Đúng. Anh thì thuê quán cà phê đèn mờ. Ôi thế là tự nhiên vợ chồng mình tăng hai cái thu nhập. Tôi thì gả trống nuôi con. Bây giờ con cái cũng lớn rồi, chúng nó ở riêng cả. Còn tôi, nhà cửa rộng rãi mà vẫn sống một mình, cô đơn lắm bà. Còn em, nay đây mai đó để kiếm ăn anh ạ. Nhiều lúc em cũng bật lửa để đi bước nữa, nhưng vì thương con em lại không đi được nữa. Thế bà mãi cứ chịu cảnh lênh đênh thế này hay sao? Không, thuyền em bật lửa. Thuyền em chưa có bến đỗ anh ạ. Mà hay thật đấy, không hiểu trời xui đất khiến thế nào để cho anh với em gặp nhau ở cái nhà lão hàng xóm cho thuê trọ nha anh chứ gì. Anh ơi, hay là đây là kiếp duyên tiền định nhà anh nhỉ? Ừ, cũng có thể. Để mà chúng mình lên đôi lên lứa thì phải cảm ơn cái nhà trọ này anh nhá. Đúng quá rồi. Mà em biết không, khi mới gặp em á, tự nhiên tim anh nó đánh một cái thình cái. Ôi trời, hay là anh bị hở van tim? Ôi trời, chả biết có hở van tim hay không, nhưng mà vừa gặp em là tim anh nó đánh một cái thình cái. Thế chứ gì? Thế còn tim em thế nào? Em á, em vừa nhìn thấy anh á thì tim em thình thình. Đây, anh sờ xem. Đây, em sờ xem này. Đấy, đúng rồi. Tim thình 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 thình. Anh ơi, người ta bảo rằng khi yêu nhau là hai trái tim cùng hòa một nhịp đập, phải không anh? Đúng rồi, khi yêu nhau thì hai trái tim cùng hòa một nhịp, cùng khiêu vũ, cùng đăng sinh, cùng dance pop, tức là làm một cặp đôi hoàn hảo, một cặp đôi hoàn vũ, một cặp đôi hoàn cảnh. Anh ơi, người ta bảo rằng như thế là bật mí tình yêu rồi đấy anh ạ. Đúng rồi. Này, ông đi trời kỹ thật, giờ nay cũng không thèm vác mặt về là nào. Thôi kệ người ta, anh chị ứ động phòng mấy chục năm rồi, cho nên còn lâu mới về ông ạ. Dạ, cho chào ông bà. Ôi ông bà
đã bật lửa. À, ông bà đã chơi cơm chưa à? Ôi, đấy rồi hả? Đi chơi mới lại về phân khởi hẳn. Ông ơi, cứ tí ta tí tởn, tí ta tí tởn nhở. Này, 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 tôi bảo này. Dạ. Nếu mà đi chơi mà có muốn tặng nhau kẹo lạc hay là thuốc lá ấy, thì về đây mua ủng hộ tôi nhá. Vâng, nhất định cho phải bật lửa, cho phải mua của ông bà chứ. Này, này, thế đi chơi nhau đã tặng cái gì chưa? Tặng gì chưa? Tặng ấy tặng cháu được một bài thơ nhé. Thế à? Không làm bài nhỉ? Đọc. Đây, 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 đây. Đây, thơ của cháu. Đào. Bài thơ nhé. Ao ao huyền ào, đờ ao đao huyền đào. Ôi ơi, đào ơi, a lờ anh tờ a. Thôi, đưa đây, đưa đây. Đưa tặng cho. Ê, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Thơ của ông ấy tặng bà ấy, không phải tặng ông đâu. Vớ vẩn. Vâng, vâng, cháu đọc nốt. A nhờ anh, a nhờ anh sờ em anh sờ em xem. Lờ a anh, lờ a ngã ngã. Thơ mấy thằng gì mà cứ anh sờ em rồi. Thôi. Mang lên gác, lên đọc, đừng đọc đây, ông hết cả thủ. Đúng rồi. Này, thế ông Đá đâu? Dạ, anh Đá ơi. Anh đây. Anh đây rồi. Chào hai bác ạ. Vâng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Chúng cháu đã tìm hiểu nhau rất kỹ rồi ạ. Vâng ạ. Được sự ủng hộ của hai bác, được sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước. Nên hôm nay cháu có cười giàu xin để rước dâu ạ. Này, ông nói thật là đùa đấy. Thật 100%, ta bật lửa. À, vui vẻ lắm ông bà. Thế định đón dâu luôn hả? Dạ vâng, ngay tút suỵt ạ. Ôi dồi ôi, thế còn cái căn nhà gác hai của tôi thì sao? Cháu về nhà anh Đá ở chưa? Này, thế không thuê trọ nữa à? Ông điên à? Nhà tôi rộng như thế sao lại để em Đào về đây trọ thế nào? Thôi em ơi, bây giờ đến giờ tốt rồi. Dạ vâng. Bây giờ mình nhất bái thiên địa. Dạ. Ôi dồi ôi. Nhì bái cao đường. Ôi dồi dạ. Ôi dồi ôi. Ba là phu thê về nhà giao bái. Dạ vâng. Cháu chào ông bà. Cháu chào bà. Này, thế là thế nào? Này đúng là cái thằng ném